Ê, ê, bấm bấm bấm. Em thấy có cái xe đẩy này hay lắm nè. Nè nè, nó vừa làm tôi được nè, mà vừa nghiêng nghiêng 45 độ để cho bé nằm ra không bị trào sữa nè. Cơm này mua cái này nè, mua đi. Mà mắc quá rồi, tới 2 triệu mấy. Trời, giờ thấy gì thôi chứ hả, chăm không còn cực hơn, nó trào sữa không ai chăm nữa. Mua đi, vài tháng nữa muốn thấy nó có lợi liền. Vậy nên mua ha. Ừ, mua đi. Cắt nha. Bác nhà tặng người Thái em bé. Ai hốt đi mà. Nha, nha, cất đơn nha, bấm luôn nha. Chốt đơn. Chị phải không phải phản bác nha. 3 days later. Ta-da. Cái đẩy về rồi đây. Bác nhà thấy xe đẹp không? Xịn sao, nhìn xịn sao, đẹp ghê ha. Ừ, cũng đẹp á. Cảm ơn bác nhà nha. Để lấy động lực á, tháng sau này 2 tháng bác nhà tặng món khác tiếp nha. Help me. Chứ, 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 chứ.